Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay thứ Sáu ngày 11 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam bắt giữ người từng được xem là anh hùng môi trường. Công an thành phố Hà Nội loan báo rằng họ vừa khởi tố bắt tạm giam bà Ngụy Thị Khanh, giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Green ID để điều tra hành vi trốn thuế. Thông tin công bố vào sáng ngày 9 tháng 2 nói cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Ngụy Thị Khanh, 46 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, để điều tra về hành vi trốn thuế theo quy định của Điều 200 Bộ Luật Hình Sự. Năm 2018, bà Khanh là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng môi trường Goldman, giải thưởng lớn nhất thế giới dành cho các nhà hoạt động môi trường cơ sở. Đây là hình ảnh bà Ngụy Thị Khanh, giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID. Truyền thông Việt Nam từng gọi bà là anh hùng môi trường qua công tác về kết nối mạng lưới môi trường từ năng lượng xanh đến ô nhiễm không khí. Giải thưởng Goldman ghi nhận họ trao giải cho bà vì nỗ lực giúp Việt Nam loại bỏ được 115 triệu tấn khí thải carbon dioxide mỗi năm. Trả lời báo chí, bà Khanh từng giải thích: con số 115 triệu tấn khí thải carbon dioxide mà ban chấm giải ước tính là lượng phát thải tránh được khi chính phủ cắt bỏ 20.000 MW điện than trong quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Kết quả này không chỉ nỗ lực của tôi mà còn của các đồng sự tại Green ID. Nhiều chuyên gia và bộ ngành cùng cởi mở trao đổi đi đến đồng thuận. Nhưng có lẽ tôi và Green ID được nhắc đến bởi chúng tôi đã theo đuổi đến cùng mục tiêu này và cũng là nhóm duy nhất đưa ra con số mục tiêu cần cắt giảm. Theo tiểu sử, bà Ngụy Thị Khanh sinh ra trong một gia đình nông thôn tại Bắc Am, một ngôi làng ở miền Bắc Việt Nam. Giải Goldman nói lớn đến gần một nhà máy nhiệt điện than, bà Thanh Khanh đã phải chịu đựng ô nhiễm và tro bụi của hoạt động nhà máy gây ra và chứng kiến rất nhiều người trong khu vực mắc bệnh ung thư. Bà Khanh theo học lịch sử, tiếng Pháp và ngoại ngữ và từng dự định trở thành một nhà ngoại giao khi bà cũng học ngành ngoại giao. Tuy nhiên, bà đam mê với lĩnh vực môi trường và sau khi tốt nghiệp đại học, bắt đầu làm về bảo tồn tài nguyên nước và phát triển cộng đồng cho một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ của Việt Nam. Vào năm 2011, bà thành lập Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh, viết tắt là Green ID, nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam, quản lý tốt hơn tài nguyên nước, không khí và phát triển xanh. Đây là hình ảnh trang web của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID. Bà đồng thời là thành viên sáng lập Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam, một mạng lưới gồm 11 tổ chức Việt Nam và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực môi trường và xã hội cùng hợp tác về các vấn đề năng lượng của khu vực. Bà Ngụy Thị Khanh sinh năm 1976, vào thời điểm bị bắt, bà vẫn đang là giám đốc của Green ID. Hai ông Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách cũng bị bắt nhằm ngăn chặn tiến trình hình thành nhóm tư vấn dân sự trong nước. Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam vào ngày 8 tháng 7 ra thông cáo báo chí nhận định rằng việc bắt giữ nhà báo Mai Phan Lợi và luật gia Đặng Đình Bách của chính phủ Việt Nam cũng là một biện pháp nhằm ngăn chặn tiến trình hình thành nhóm tư vấn trong nước. Nhóm này bao gồm các xã nhóm xã hội dân sự độc lập theo quy định của Hiệp ước Mậu dịch Tự do Việt Nam và Châu Âu, viết tắt là EVFTA. Thông cáo báo chí của tổ chức nhân quyền này nhắc lại việc Công an Hà Nội vào ngày 2 tháng 7 cho công bố việc bắt giam hai nhà hoạt động xã hội dân sự là nhà báo Mai Phan Lợi và luật sư Đặng Đình Bách cũng với cáo buộc trốn thuế. Ông Mai Phan Lợi là Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng, viết tắt là MAC. Còn ông Đặng Đình Bách là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững, viết tắt là EPSD. Đây là hình ảnh luật gia Đặng Đình Bách, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững. Cả hai ông Mai Phan Lợi, 50 tuổi và Đặng Đình Bách, 43 tuổi, đều bị khởi tố về tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ Luật Hình Sự vào năm 2010. Mức án cao nhất về tội này có thể lên tới 7 năm tù giam. Theo Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, tội trốn thuế từng được cơ quan chức năng Việt Nam
sử dụng để bắt giam một số nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam công khai chỉ trích chính phủ trong những năm vừa qua, như trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân, blog Điếu Cẩy Nguyễn Văn Hải, nhà báo Trương Duy Nhất và nhiều người khác. Tuy vậy, cũng theo Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, đây là lần đầu tiên chính phủ Hà Nội nhắm vào hai người từng hoạt động công khai với những dự án bền vững, có đăng ký với nhà nước và được cộng đồng quốc tế hỗ trợ. Hai ông Mai Văn Lợi và Đặng Đình Bách là thành viên trong ban điều hành mạng lưới của Việt Nam Gold EVFTA. Mạng lưới này bao gồm 7 tổ chức xã hội dân sự và hình thành vào tháng 11 năm ngoái. Mục đích của mạng lưới Việt Nam Gold EVFTA được cho biết nhằm phổ biến thông tin về hiệp định mậu dịch tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, sự hình thành các xã hội dân sự Việt Nam. Ban tư vấn trong nước DAK được thiết lập theo quy định tại chương mậu dịch và phát triển bền vững của Hiệp định Thương mại EVFTA. Ban tư vấn Liên Âu EVDAK được thành lập vào tháng 12 năm 2020 và tiến hành 2 lần hội nghị. Riêng Ban tư vấn Việt Nam VNDAK đến nay vẫn chưa được thiết lập. Tòa án Hà Nội vào hôm 24 tháng 1 kết án ông Đặng Đình Bách, giám đốc một tổ chức phi chính phủ và luật sư bảo vệ môi trường 5 năm tù về tội trốn thuế, chưa đầy 2 tuần sau khi nhà báo Mai Văn Lợi bị tuyên nhiều năm tù cùng tội danh. Đây là hình ảnh nhà báo Mai Văn Lợi. Ông Bách và ông Lợi đều là những thành viên của nhóm tư vấn của Việt Nam về Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu, cùng bị bắt giam vào ngày 2 tháng 7 năm 2021 và cùng bị truy tố vào tháng 12 cùng năm với cùng cáo buộc là trốn thuế. Theo cáo trạng được đưa ra tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 24 tháng 1, ông Bách, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững, bị kết tội là liên hệ với các tổ chức nước ngoài, đàm phán, nhận các khoản tiền tài trợ để triển khai nhiều chương trình, dự án mà ông Bách cho là phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của trung tâm này. Cáo trạng được tờ báo Việt Nam Plus của Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn cho biết, trung tâm của ông là một tổ chức khoa học và công nghệ, chuyên nghiên cứu khoa học và phát triển, triển khai các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực pháp luật và chính sách phát triển bền vững, đã nhận được số tiền hơn 10 tỷ đồng từ các tổ chức trong và ngoài nước. Cáo trạng còn nói rằng, trung tâm này của ông Bách, 44 tuổi, đứng đầu, đã nhiều lần không lập hồ sơ khai thuế, trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách các khoản tiền nhận từ nước ngoài. Theo Đài Tiếng Nói Việt Nam, trung tâm của ông Bách bị cáo buộc trốn thuế hơn 1,3 tỷ đồng. Trước đó, hôm 11 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng xét xử vụ án trốn thuế đối với ông Lợi, nguyên chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Chuyển giao Giáo dục Cộng đồng và tuyên 4 năm tù cho cựu Phó Tổng Thư ký tòa soạn tờ báo pháp luật này. Ông Lợi, 51 tuổi, từng là một trong những đại diện xã hội dân sự gặp mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hà Nội vào hồi tháng 5 năm 2016. Đây là hình ảnh các nhà báo độc lập như Phạm Chí Dũng bên trái, Nguyễn Tường Thụy bên phải và Lê Hữu Minh Tuấn dưới bên phải đều bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Bách và ông Lợi bị bắt sau khi nộp đơn tham gia mạng lưới Việt Nam Gold EVFTA, một nhóm gồm 7 tổ chức dịch vụ cộng đồng được thành lập để phối hợp các hoạt động liên quan đến Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu. Ngay sau khi hai nhà hoạt động dân sự này bị bắt, nhóm tư vấn của châu Âu về EVFTA vào ngày 14 tháng 7 năm 2021 đã gửi một bức thư đến Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách thương mại Dombrovskis và Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thương mại Denis nêu quan ngại về vụ việc này. Bức thư nói rằng ông Lợi và ông Bách bị công an bắt giam sau khi nộp đơn xin làm thành viên nhóm tư vấn của Việt Nam được thành lập theo chương 13 của Hiệp định Thương mại Tự do. Cũng theo lá thư do bà chủ tịch của nhóm tư vấn châu Âu ký tên, ông Lợi và ông Bách đều là thành viên trong ban điều hành mạng lưới Việt Nam Gold EVFTA, bao gồm 7 tổ chức xã hội dân sự, trong đó có EPSD và MEC, được thành lập vào tháng 11 năm 2020 nhằm phổ biến và thông tin về Hiệp định Thương mại Tự do, cũng như sự cấu hạ thành của xã hội dân sự tại Việt Nam. Lá thư nhắc tới việc ông Bách là người bảo vệ sinh thái ít được biết tiếng trong giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam, vì ông tập trung vào hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nhằm giúp đỡ cộng đồng hiểu biết và bảo vệ các quyền của mình. Trong khi đó, ông Lợi là người từng điều hành trang Facebook Góc nhìn báo chí và công dân và diễn đàn nhà báo trẻ
đã bị thu hồi thẻ nhà báo vào năm 2016 vì xúc phạm nghiêm trọng danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam qua vụ thăm dò ý kiến và lý do máy bay KC-212 của Hải quân Việt Nam cũng mất tích. Kính mời các bạn xem bản tin sùng bái Nguyễn Phú Trọng là điều xấu cho Đảng, cho đất nước. Mặc dù là lãnh đạo quyền lực nhất kể từ thời Cố Bí Thư thứ nhất Lê Duẩn, nhưng việc Đảng Cộng sản Việt Nam tôn sùng ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng như hiện nay là điều rất xấu cho đất nước. Một nhà quan sát chính trị từ trong nước đã nhận định như vậy. Nhà quan sát này cũng cho rằng cần phải có khảo sát khoa học, khách quan mới biết chính xác lòng dân nghĩ gì về ông Nguyễn Phú Trọng và chỉ trích ông Trọng là bảo thủ, kìm hãm sự phát triển của đất nước và rằng ông tham nhũng quyền lực. Niềm tin yêu của nhân dân. Trong một hành động hiếm hoi dành cho một tổng bí thư đương chức, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản những cuốn sách đồ sộ ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh cuốn sách thứ hai viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Báo Nhân dân và Nhà xuất bản Sự thật xuất bản. Cuốn sách dày tới 620 trang có tựa đề là Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được tờ Báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho ra mắt trong buổi lễ long trọng hôm 18 tháng 1 tại Hà Nội. Theo lời giới thiệu của Báo Nhân dân thì cuốn sách này mang đến nhiều thông tin, tư liệu quý, chân thực với những góc nhìn phong phú, đa dạng, không chỉ là tình cảm chân quý dành cho Tổng Bí thư mà cũng là niềm tin của nhân dân và bạn bè quốc tế đối với Đảng, nhà nước ta trong công cuộc đổi mới đất nước. Đây là cuốn sách thứ hai ca ngợi ông Trọng chưa đầy 3 năm sau khi cuốn thứ nhất có tựa đề là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, cũng được xuất bản vào hồi tháng 6 năm 2019. Cuốn sách được cho là tổng hợp các bài viết trên các trang mạng xã hội, báo điện tử của những người bình dân bình thường, không phải là các viết chuyên nghiệp, trình bày và bày tỏ sự ngưỡng mộ, lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc và gửi gắm sự tin tưởng tuyệt đối đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Tổng biên tập Báo Nhân dân ông Lê Quốc Minh, đồng thời là Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, đã dẫn lời nói tại lễ ra mắt cuốn sách này. Ông Minh cũng nhân đó ca ngợi ông Trọng là nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, chỉ biết hy sinh, cống hiến cho Đảng, cho dân, cho nước, mà không hề màng quyền lực, bổng lộc, vun vén cá nhân hay gia đình. Các tổng bí thư khác như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu hay Nông Đức Mạnh cũng từng được bóng máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản ra sách ca ngợi, nhưng sách được xuất bản sau khi các vị này không còn nắm quyền nữa. Chẳng hạn như bộ sách Nông Đức Mạnh tuyển tập được in vào năm 2018, 7 năm sau khi ông Mạnh rời ghế tổng bí thư. Còn Lê Khả Phiêu tuyển tập thì ra mắt vào năm 2015, 14 năm sau khi ông này bị mất chức lãnh đạo cao nhất của Đảng. Đây là hình ảnh ông Nông Đức Mạnh tuyển tập gồm 4 tập do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành. Nhưng hai cuốn sách đồ sộ trên dành cho ông Trọng vẫn chưa hết. Hội đồng lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cũng sắp sửa cho ra mắt vào tháng 2 năm 2022 cuốn Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, dày tới 460 trang do chính tay ông Trọng viết. Trước đó, hồi tháng 11 năm 2021, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã chủ trì buổi lễ ra mắt cuốn Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam còn được trao giải đặc biệt về thông tin đối ngoại vì đã tuyên truyền bài viết của ông Trọng về chủ nghĩa xã hội đến với thế giới. Trên các phương tiện thông tin đại chúng do Đảng nắm giữ, những lời phát biểu của ông Trọng được trích dẫn dày đặc. Thậm chí có nhiều lần được các vị lãnh đạo khác như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn lại trước công chúng như là khuôn vàng thước ngọc vậy. Những thành tích của đất nước được cho là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và bản thân ông Trọng cũng nhiều lần ca ngợi là đất nước dưới sự lãnh đạo của ông chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay. Để so sánh, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng dành những hành động tôn sùng hiếm thấy đối với Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình khi đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào điều lệ của Đảng và ra nghị quyết
lịch sử thứ ba của Đảng để tôn vinh ông Tập là nòng cốt của Đảng và tư tưởng của ông là bản sắc văn hóa và tinh thần của Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Tập Cận Bình lâu nay được xem là lãnh đạo hạt nhân mà Đảng Cộng sản Trung Quốc xoay quanh muốn được ca tụng. Cũng trao đổi với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ Hà Nội, nhà quan sát chính trị, đồng thời là nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Quang Nga cho rằng với Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông nào làm lãnh đạo cũng muốn được ca ngợi cả. Vấn đề là đội ngũ cận thần có ca ngợi hay không mà thôi, ông nói. Nhận định về hai cuốn sách ca ngợi ông Trọng, ông A nói rằng họ lấy một số bài viết của người này, người kia và bảo đấy là Nhân Dân. Nếu có thăm dò dư luận nghiêm túc, ví dụ hỏi ngẫu nhiên khoảng 1.000 người ở khắp đất nước không nêu danh tính, thì bức tranh sẽ hoàn toàn khác. Ông khẳng định và nói ông phỏng đoán có đến 99,9% người dân Việt Nam không đọc và không muốn đọc sách viết về ông Trọng. Ông nói tiếp, tôi đi trên xe bus, tôi đi gặp những người trẻ hay đi ăn ở đâu đó đến những nơi đông người. Tôi nghe người ta nói những lời không hay về ông ấy rất nhiều. Ông A giải thích theo phỏng đoán của mình. Bên cạnh việc in sách, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cũng có kế hoạch ra phiên bản điện tử của cuốn sách của ông Trọng để mọi người có thể đọc miễn phí trên mạng. Song song, đó cũng là đề xuất dịch sách sang tiếng Anh để giới thiệu đến quốc tế theo tường thuật của báo Nhân dân. Đây là hình ảnh báo Quân đội Nhân dân giới thiệu hai cuốn sách Toàn Đảng, Toàn Dân, Chung Sức, Đồng Lòng, Xây Dựng Đất Nước Ta Ngày Càng Phồn Vinh, Hạnh Phúc và Đoàn Kết, Vững Tin Đưa Đất Nước Bước Vào Giai Đoạn Mới của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai cuốn sách tuyển chọn 180 bài phát biểu, bài viết, bài nói, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện chúc mừng quan trọng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 4 năm 2021. Ông A cũng cho rằng tệ sùng bái lãnh tụ không có gì lạ ở đất nước Cộng sản, vì lãnh đạo độc tài thì luôn muốn được sùng bái. Nhưng điều này rất xấu cho bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam và cho đất nước. Rồi vấn đề tham nhũng quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhận định với đương kim Tổng Bí thư, ông A cho rằng còn tệ hơn các vị tiền nhiệm vì bảo thủ kìm hãm sự phát triển của đất nước. Ông ấy rất trung thành với tư tưởng Marx Lenin và đã tham gia soạn thảo cương lĩnh phát triển đất nước vào năm 1991. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cũng phản bác lập luận của ông Trọng cho rằng nhờ sự lãnh đạo của ông mà Việt Nam có được cơ đồ như ngày hôm nay. Đúng là Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay nếu so với 40 năm trước, ông nói. Nhưng nếu không có những ông ấy, Việt Nam bây giờ sẽ không kém gì Hàn Quốc hay Đài Loan cả. Chính sách của Đảng đã làm cho nền kinh tế Việt Nam lụn bại, làm cho người dân thực sự đau khổ, ông lập luận. Cái gọi là đổi mới từ năm 86 cho đến nay chẳng có công gì cả, mà chỉ trao lại một phần quyền tự do kinh tế cho người dân. Toàn bộ tính tăng trưởng là do người dân Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam tạo ra, ông A khẳng định. Đây là hình ảnh bên trong ngôi nhà dát vàng của ông Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ở Hồ Tây, Hà Nội. Nhà bất đồng chính kiến này cũng không cho rằng ông Trọng là người trong sạch vì, theo ông Trọng tỏ ra vô cùng liêm khiết, đạo đức nhưng làm một cách giữ ghế của mình. Tham nhũng quyền lực, tham nhũng danh vọng còn kinh khủng hơn tham nhũng tiền bạc rất nhiều, ông A nói và chỉ trích ông Trọng đã bất chấp tuổi tác, bất chấp sức khỏe và bất chấp luôn điều lệ của Đảng để giữ ghế Tổng Bí thư thêm nhiệm kỳ thứ ba. Ông Trọng là Tổng Bí thư đầu tiên nắm quyền nhiều hơn hai nhiệm kỳ kể từ thời Cố Bí thư thứ nhất Lê Duẩn, vượt qua những người tiền nhiệm khác như Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh. Mặc dù nhìn nhận ông Trọng là vị Tổng Bí thư quyền lực nhất sau nhiều đời Tổng Bí thư, ông A chỉ ra việc ông Trọng không thể ngăn ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai đối thủ chính trị một thời của ông là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lên làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, để cho thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng không hoàn toàn kiểm soát hết mọi thứ trong Đảng. Ông Quang A cũng cho rằng cho dù ông Nguyễn Phú Trọng có muốn theo bước ông Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo hạt nhân của Đảng, nhưng tình hình nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam khác với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện tại có thể không thấy rõ ràng là có ai là đối thủ của ông Trọng trong Đảng như ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây, nhưng có những người có thể là đối thủ thật sự của ông Trọng. Nhưng bây giờ dưới quyền của ông Trọng thì gió chiều nào
họ cũng phải theo kiểu ấy và tâng bốc ông Trọng hết lời. Cũng theo lời của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga chia sẻ.